Màn ảnh nhà hoa ngữ 2022, những ngôi sao nào được chờ đón? Năm 2022, điện ảnh và truyền hình cũng bước sang một năm mới. Những bộ phim như Trường Nguyệt Tận Minh, Mộng Hoa Lục, Ngọc Cốt Giao, Thả Thí Thiên Hạ hay Ngự Giao Kỳ chưa phát sóng đã hot. Các diễn viên ngôi sao như Địch Nại Nhật Ba, Dương Dương, Nêu Diệp Phi, La Vân Hy, Bạch Lộc Tiêu Chiến cũng được khán giả mong đợi sẽ nổi đỉnh hồi đám hơn nữa trong năm 2022. Địch Nại Nhật Ba Trong phim Ngự Giao Kỳ, nhậm ra lần diễn cặp với Nhật Ba, Mỹ Nam cổ trang sành đôi với mỹ nhân cổ trang rất bắt mắt. Đối với Nhậm Gia Luân, khán giả luôn đánh giá cao về phim của anh, đã đảo nhất định là phim chất lượng. Định Đại Nhật Ba thì càng không cần phải nói, bản thân cô đã là ngôi sao. Trong phim Ngự Giao Ký, Nhật Ba một lần nữa đóng vai Hồ Ly, khiến khán giả nhớ ngay đến vai để cơ thanh khâu Bạch vượng Cửu trong phim Tam Sinh Tam Thể Trầm Thượng Thư. Do đó mọi người càng mong đợi xem vai Hồ Ly mới của cô trong Ngự Giao Ký sẽ như thế nào. Dương Dương, là một trong những gương mặt đại diện cho nam thần cổ trang phim của dương dương không cần quảng cáo cũng nổi tiếng Thả thì thiên hạ lại là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách hơn nữa dương dương đã lâu không đóng phim cổ trang vì thế Thả thì thiên hạ luôn là bộ phim được khán giả mong đợi dịp lên sóng 2022 đặc biệt đối với lần hợp tác lần này giữa dương dương và triệu đội tư khán giả tràn đầy tò mò và hy vọng bạch lộc từ phim châu sinh như Cố đến một đời một kiếp bạch lộc diễn cặp với nhậm gia luân được nhận xét là sừng đôi khả năng diễn xuất của cô cải thiện đáng kể cũng thu hút thêm nhiều fan hâm mộ khiến khán giả nhìn thấy một bạch lộc đa diện hơn bước vào 2022 trương nguyệt tuấn minh cũng trở thành bộ phim được khán giả chờ đón của bạch lộc sau châu sinh như cớ có thể nói năm 2022 bạch lộc chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều bất ngờ lý dịch phong suốt năm 2021 lý dịch phong khá im ắng nhưng đừng nôn nóng Năm 2022, bộ phim lấy đề đài phòng chống ma túy ám dạ hành giả do anh đóng chính sẽ được phát sóng. Ngoài Lý Dịch Phong, Tống Giật, Phùng Đức Luân cũng tham gia diễn xuất. Theo thông tin được công bố, ám dạ hành giả sẽ được phát sóng trên EQG vào quý 1-2022. Nội dung kể về một cảnh sát chống ma túy giả chết trong lần thi hành nhiệm vụ nằm nội giả 5 năm trước. 5 năm sau, anh thay tên đổi họ, tra trộn vào tập đoàn buôn bán ma túy để tiêu diệt tận ổ tập đoàn này. Bộ phim có thời lượng 24 tập tiết tàu rất nhanh nhưng bạn thích thể loại tội phạm ma túy nhất định không nên bỏ nỡ. cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại